Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình bãi kiểng của anh Mao gần với khu Hoàng Quân thành phố Cần Thơ quý cô chú anh chị nha. Giao lưu mình một số cây mai tàn ha cô chú, có phôi mai. Dạ bữa nay thì cũng nhiều loại của chú anh chị ha. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Mao ạ. Liên hệ với số điện thoại của anh Mao thì em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề quý cô chú anh chị nha. Em mời quý cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu chi tiết cụ thể cũng như là báo giá của anh Mao ạ. Rồi. Dạ em xin chào anh Mao ơi. Rồi chào Phương ha. Rồi em Mao xin mến chào cô chú anh chị gần xa. Dạ hôm nay thì em cũng tiếp tục lên một cái lô mai mới là cúc thợ hương ghép và mai vàng, mai phôi, bông giấy, nói chung là cũng hơi nhiều loại. Dạ. Và để giao lưu với cô chú thì rất mong cô chú yêu thương và ủng hộ ạ. Số điện thoại của em là 0939048121, em tên Mao, ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Vậy rồi thì đầu clip thì em vô cây cúc thọ hương ha. Cây mini cô chú ơi. Cái này clip này em quay cây mini ha. Cây này về cô chú anh chị mình cấp bo cũng khá nhiều luôn quý cô chú nha. Khoảng 5 bữa nữa ha, em lên cái lô mai hơi lớn một xíu là mai đẹp ha. Dạ. Rồi em xin thông số luôn anh nha. Cây này là cây cúc thọ hương hết cô chú. Cây này em ghép gốc tứ quý ha. Rồi em cho cái hoành luôn. Cây mini thì cô chú ơi, hoành chính à. Dạ. Đây là cái này, cái thẹo lũa của cái gốc tứ quý hồi trước ha. Nó sành hết rồi, em để gì em ghép nó vô luôn ha. Dạ. Cái này mình ghép được 4 bo nha quý cô chú anh chị. 4 bo. Cái này mình về mình vừa chơi vừa lấy bo ha. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi, mã số đầu tiên ha, mã số đầu tiên là mã số 1. Em giao lưu với cô chú là giá 300.000. Dạ. Rồi, 300.000 một cây cúc thọ hương ghép với gốc tứ quý nha cô chú anh chị. Gốc tứ quý ha. Tiếp theo ha, cũng là một cây cúc thọ hương ghép gốc tứ quý luôn. Cây nhỏ nhỏ, nhỏ gọn dễ gọn chơi ha cô chú anh chị. Cái thân nó quái ha. Đế cũ. Dạ, mình ghép được 4 bo nha quý cô chú anh chị. Rồi, em xin thông số luôn nha. Ủa 3 hay 4? Mã số 2. Không có mà 3 bo hay 4 bo hả? Cái này nó đẻ ra bo nữa hả? Rồi, hoành nó chín luôn. Dạ, hoành được chín. Dễ sợ. Giờ chưa cao như em nha. Rồi, cái này mình về mình vô dây lại nó cũng đẹp lắm nha cô chú. Chiều cao là được 36 ha. Dạ. Rồi, em xin giá giao lưu luôn anh ha. Rồi mã số 2 em cũng giao lưu với giá là 300.000 luôn nha cô chú. Dạ. 300.000 ha. Có cây tốt mình chơi luôn ha. Cái gốc tứ quý. À gốc tứ quý ha. Cái này mình về thấy gì chứ mình về mình thay qua cái chậu sành nó đẹp lắm nha cô chú. Dạ. Rồi em đỡ luôn nha. Mã số 3. Số 3 cây này em chưa ghép nha cô chú. Cây này nguyên thủy ha. Ba lông 5-7 cánh ha. Phôi mai hay cô chú anh chị nhưng mà cái này thấy cái phôi tàn nó kín quá thôi em muốn ghép. Dạ. Để cô chú mình cứ chơi hết năm nay thì mình chơi bông cái đi rồi xong cái sang năm cái mình con tàn cái mình ghép nó luôn. Cây này gốc nó còn sâu thuốc ở dưới nha cô chú. Không có môi thế ghế được. Dạ. Rồi em xin thông số luôn nha. Đại trên luôn. Trên này được 20 hết cô chú. Dạ. 20. Chiều cao là 40. Nè, em xin giá giao lưu luôn anh nha. Nhỏ gọn ha. Rồi cây mã số 3 ha. Cái này em giao lưu với cô chú là giá 500 ha. Dạ 500.000 phôi thường chậu đâm tuột sống khỏe luôn ha cô chú anh chị. Cây mini luôn ha. Mini. Về mình chỉ cần thay cái chậu đẹp đẹp mình để xuống mình chơi là ngon lắm. Dạ. Rồi em đỡ cây anh nha. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 4. Dạ mã số 4. Một cây thọ hương luôn ha quý cô chú anh chị. Số 4 là một cây cúc thọ hương ghép gốc tứ quý ha cô chú. Cây này phong tàn dù luôn quý cô chú. Cây này nó được mùa rưỡi rồi ha, gần 2 mùa rồi ha. Cái chọt ghép thì cũng khá ha cô chú anh chị. À đó ghép cái đầu nhỏ nè dễ liền cho nè. Chứ không phải ghép trong cái liền chọt ghép luôn nha quý cô chú. Đế nở luôn ha cô chú anh chị. Cây này giống tứ quý phải không ạ? Tứ quý. Dạ. Quý mà nó cũng có khùng cục như là mây vàng ấy. Rồi em cho cái hoành luôn ha. Rồi hoành em đo vị trí này được 25 ha. Dạ. Nó cái chiều cao. Chiều cao tới mặt chậu là được 90.
tán ngang là được 65. Cây này đây tới Tết là nó kín tàn hết nha cô chú. Này nó mới chỉ có đi hai đợt đọt thôi ha. Một cây gốc thọ hương ghép với gốc tứ quý nha quý cô chú anh chị. Là mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi cây mã số 4 ha, cây này em giao lưu với cô chú là giá 2 triệu ha cô chú. Dạ, 2 triệu cây phong tàn dù nha quý cô chú anh chị. Mã số 5. Số 5 cũng là một cây cúc thọ hương hết cô chú. Cây này thì ghép được 3 bo hết cô chú anh chị nha. Cây này cái thân nó nở nha, dưới cho nó nhỏ, nó, dưới nó nở bự 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 dài nhìn nó rất là đẹp ha. Rồi em cho cái quạnh. Này đầu do đưa chuột. Sát dưới này được 23 hết cô chú. Dạ. Đây nó dưới một lum chứ. Đây thì được 19 mấy. Dạ rồi. Chiều cao là 45. Tán ngang là 55. Cây mini ha. Cây này dễ chơi. Dạ giá Zalo bao nhiêu vậy anh ha? Rồi cây mã số 5 ha, cây này em Zalo với cô chú là giá 600 ngàn ha. Dạ. 600 ngàn ha, em ship bỏ chậu lại nha cô chú. Rồi em đỡ cây luôn anh ha. Rồi tiếp theo là mã số 6 ha. Số 6 là một cây giấy Mỹ nha cô chú. Dạ, theo ông giấy Mỹ cây này ghiên không ghép không à? Cây ghiên luôn ha, cây ghiên trăm trăm ha. Cây này đế nó cũng đẹp lắm đó, tại cái phân nó mình úm nó dày quá, không có môi ra. Dạ. Rồi em xin thông số luôn ha. Giấy Mỹ ha, tán ngang của nó là được 80 ha. Dạ. Chiều cao là 55. Rồi cho cái quạnh luôn ha. Phần 19 này 23. Dạ, phần 23. Rồi, mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi, cái mã 66 ha. Cái này em giao lưu giá là 600 luôn. Dạ, rồi, 600 ngàn. 600 ngàn. Em. Rồi. Mã số... Số 7. Số 7. Rồi, tiếp theo là mã số 7 ha cô chú. Cái này là một cây mai dảo ha. Đế mà cái này em vô vườn em mua mai tàn lớn đó cô chú, em thấy cái bông nó đẹp quá rồi em lấy bò em ghép luôn. Mai dảo mà không biết dảo giống gì tại mình mua trong vườn ha. Bông là em bao cho cô chú từ 8 cho tới 12 luôn ha. Dạ. Nó không bao giờ mà nó có 6-7 nha cô chú, 8-10-12 không à, chỉ từ 8 trở lên. Em thấy cái mua trong vườn cái cây nó đẹp quá, bông đẹp quá, em ghép thử cái cây chơi. Cũng lớn quá nha mấy cô chú anh chị, này như dảo Thủ Đức á, đế nơm luôn cô chú. Cái bông gió nó mà nó bự vậy đó tới. Ừ. cái bông Tết nó nở ra một cái. Rồi em xin thông số luôn anh nha. Chiều cao 50, tán ngang 50. Cây này đế đẹp hả cô chú. Dạ. Đế nơm đẹp. Quỳnh trên đây là 26 ha. Dạ rồi. 26. Đế sổ nó hôm đều luôn nha quý cô chú. Rất là tốt hả cô chú. Rồi em xin giá giao lưu luôn nha. Rồi cây mã số 7 ha, cây này em giao lưu với cô chú giá 1 triệu rưỡi. Dạ 1 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. 1 triệu rưỡi ha, em đi em rút cái chậu bỏ lại ha cô chú. Dạ rồi. Số 8 là phôi mai dán trực nha quý cô chú anh chị. Số 8 là một cây mai ha, cây này bông nó cũng từ 5 đến 9 cánh ha. Cây này tốt, cốt cạnh nó đóng từ dưới lên tới trên ngọn luôn nha cô chú. Đế cũng có đế luôn nha cô chú anh chị ha. Chi cành này nó sống khỏe. Dạ. Đóng đều tứ diện luôn cô chú chị, mình ghép là mau chơi luôn nha. Rồi em xin thông số luôn à. Cây này mà không ghép thì mình chơi nguyên cây tàn thông luôn á, nó màu dữ lắm màu cô chú. Dạ. Chiều cao 1m2. Chiều cao 1m2 đi, cây này khỏi đo tán ngang đi. Rồi cho cái hoành luôn. 10 tới. Tầm 18 cô chú ạ. Dạ. Dạ rồi. 18 yếu ha. Cho em xin giá vô luôn anh. Rồi cây mã số 8 ha. Cái này có giá là 600 luôn cô chú ơi. 600 ngàn ha. Rồi, cây cốt cạnh như sắt. Em đỡ luôn nha. Rồi tiếp theo một cây mai tàn luôn hết với cô chú anh chị. Cây này mã số 9. Số 9. Cây
dáng lắc lộn nhìn rất là có duyên nhau với cô chú này. Để nó hơi, các bạn nó hơi nghiêng tí nha cô chú. Số 9 hả cô chú, cây này là bông cũng 5 đến 9 cánh ha. Dạ. Cây này bộ rễ rất là đẹp nha cô chú. Thân ngoái ha. Đế thì đều bầu luôn hết cô chú. Đế chảy đều hết luôn ha. Lắc lượn nhìn rất là khéo cây nha với cô chú ha. Con này rất là đẹp ha. Dạ. Rồi, lắc lên tới ngọn luôn nha cô chú anh chị. Tới ngọn luôn, chi cành là nó đóng dậy hết nha. Dạ. Rồi em xin thông số anh ha. Cây này cô chú anh chị mình về mình vô dây ha, vô dây mình bẻ sửa nó lại là cây nó rất là đẹp. Chiều cao là tới mặt bầu 1m4. Tán ngang là 1m2. Cái chi cành đó thì cũng khá hay cô chú anh chị nha, cả bằng điếu thuốc ăn lên hết trơn nha mấy cô chú. Cái này là về mình vô dây dừa lắm, dừa luôn. Dạ. Rồi cho cái quạnh luôn. Mình vị trí này được 30 hết cô chú. Dạ. 30. Nguyên củ đế là 1m1 ha. Rồi đế đều luôn nha quý cô chú anh chị. Cây rất đẹp ha, cây rất là tốt ha. Rồi tay cành nó đóng cây này nó thừng mô luôn nha cô chú. Cô chú là về là khỏi có cần xuống lá xuống gì hết trơn, để gì vô dây chơi luôn tới tết luôn. Dạ mình giao lưu cây này giá bao nhiêu vậy ha? Rồi cây mã số 9 ha, cây này em giao lưu với cô chú là giá 5,5 triệu. Dạ chiều cao với tán ngang mình đó chứ ta. Đó rồi, nãy đó rồi. Dạ dạ. Rồi 5,5 triệu nha quý cô chú anh chị. Nay hàng biết biết luôn. Hàng khủng. Hàng khủng. Mã số 10 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 10 là cây miệt quế hả cô chú. Dạ à. Có cái rộng cũng có duyên lắm cô chú anh chị. Khá đế luôn à. Rồi em xin thông số đẹp ha. Nha. Đi đi. Chiều cao là được 65. Hoành là 15. Dạ lắm ha, cây này củ đế đẹp hết cô chú. Gói 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 gọn trong bầu không hết. Rồi mình Zalo giá bao nhiêu anh ha? Rồi cây mã số 10 ha, cây này em Zalo với cô chú là giá 350.000 ha. Dạ 350 thôi cô chú. 350.000. Cũng là miệt quế luôn hết cô chú anh chị. Miệt quế luôn ha. Cây này về mình mua cái chậu nhỏ nhỏ mình chơi rất là đẹp hết cô chú. Bông cũng da thơm với lắm thơm luôn hết. Không cần chơi cây bự, cây nhỏ thôi cũng có cây nguyệt quế chơi với người ta. Rồi em xin thông số luôn nha. Rồi chiều cao 40. Quanh 17. Dạ. Em xin giá giao lưu luôn ạ. À. Rồi cây số 11, cây này em giao lưu với giá là 300. Dạ 300 ngàn, em đỡ luôn anh nha. Rồi. Mã số 12. 12 ha, cũng cây nguyệt quế ha cô chú, cây này đế sổ. Đế nôm ha cô chú chị. Đế sổ nôm ha. Già dữ lắm, già luôn rồi. Nó nhỏ chứ nó dài lắm rồi, nó nu nặng chứ. Dạ. Dạ, em xin thông số luôn nha. Cây này nó già lắm cô chú, tại vì cây này, cây vườn nhà của em ha. Trồng nó chung với cái đám mai nó gặp quá, em bứng em bán cho cô chú luôn. Ngoài hoành 13 ha. Rồi, dạ. Gì nó gặp mấy cây mai quá thôi. Bứng ra. À, em xin giá vô luôn luôn ạ. Rồi cái mã 12 ha, cái này cũng giá 300 ngàn luôn hả cô chú. Dạ 300 ngàn. 300 ngàn. Rồi. Rồi tiếp theo cái số 14 là cây mai vàng nha cô chú. 13. 13 chứ. 13 là cây mai vàng cô chú ơi. Dạ. Cây vô sai. Cây này là của lít trước ha. Rồi. Này nó gạt được à. Cây lít trước là dễ gạt được chứ ngộ. Cao 35. Hoành là 31 hả cô chú, tổng hoành ha. Cây này nhìn nó cũng quái lắm nha cô chú, vì mình ghép vô vài bo mình chơi nó cũng được, cũng đẹp. Rồi mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi cây mã số 13, cây mai vàng em giao lưu với giá 1,3 triệu luôn. Dạ, 1,3 triệu. Chưa có chỗ trống liên hệ. Mã số 14. 14. 14 cây này đẹp nha cô chú. Thôi mai vàng nha quý cô chú anh chị. Cây này là đẹp đó chứ không phải giỡn đâu à. Cái này tới nó hơi nghiêng nữa. Dạ. 14.
Đây, cây này là có đuôi, có cành, cánh thì có cho nha. Có cánh, có đuôi luôn. Cánh, có đuôi luôn ha. Dạ, cọng rễ nó to to mà cô chú chị nha. Ủ đế thì nó rất là to mà nó bỏ rất là đều nữa cô chú. Dạ. Trời, em xin con số để nó bấu bấu xuống rồi. Chiều cao mình đo tới đây là được 60 nè cô chú. Dạ, cao 60. Rồi, khoảng đo hoành lên đi. Rồi, hoành vị trí này là 46 nè cô chú. Dạ. Mình đo trên cái trên này ha. Trên này được 31. Cây này bộ đế là nhìn phê lắm nha cô chú. Dáng nó hơi siêu siêu nha quý cô chú. Siêu ha. Quái mà. Mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi cái mã số 14 ha, cái này em giao lưu với cô chú là giá 5 triệu đồng ha. Dạ, 5 triệu chẳng nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Rồi. Em này cũng khó đi nè. Mã số 15. 15. Dáng hơi siêu siêu nha cô chú anh chị, cây sát lớn luôn à. Mã số 15 nha cô chú, cây này thì dáng siêu quá, cây này mình về mình trồng trực lại cũng được nha cô chú. Đế thì nó cũng bấu xuống không ha. Đâm được sống khỏe nha cô chú anh chị. Rồi em xin thông số luôn anh nha. Cây này là mình về là mình ghép luôn được cô chú, nó này nó kéo nhựa cho nè. Chiều cao là được 64. Rồi, nó có hoành luôn ha. Hoành ở vị trí này là 43 ha. Dạ. Trên này. Trên này là 46 chứ trời. 44 nha cô chú. Trên này là 44. Dạ. Rồi, mình giao lưu cái này giá bao nhiêu anh ha? Rồi, cái này em giao lưu với cô chú là giá 3 triệu 2 thôi. Dạ, 3 triệu 2 cây. 3 triệu 2 nha cô chú. Cây sát lớn. Sát lớn rồi nha cô chú. Rồi, xuống. Dạ rồi. Cuối clip là cây khế ha cô chú. Dạ. Cây khế ngọt. Một cây khế ngọt. Một cây khế ngọt ha. Dáng trực có cành phóng ha. Cây khế ngọt dáng trực cành phóng. Cây này bộ đế rất đẹp nha cô chú. Khá cao nha quý cô chú anh chị. Đế thì khỏi chê luôn quý cô chú anh chị nha. Đế là cộng lực lực mà nó đều hết ha. Dạ. Thoát thân là được 90 hết cô chú. Không rễ to có mà móc tay không có quý cô chú anh chị. Rồi. Anh cho em xin con số luôn ha. Rồi em đo cái cành phóng này, cành bay này. Là được 90 luôn cô chú ạ. Dạ. Rồi, tổng chiều cao nó là 2m8. Ủa? 1m8 cô chú ơi. Dạ. Chiều cao là 1m8. Dạ rồi, cao 1m8 nha cô chú chị. Cây này có phần phóng là cũng có duyên lắm nha cô chú ha. Thì đế hấp hồn luôn nha, đế nó chảy đều hết. Cộng rễ nó bự hơn móc tay đâu cô chú. Đường kính bầu là 95 ha. Hoành vị trí này 70 đúng không chú? 70 hoành. Rồi em đi giáp đế quý cô chú anh chị coi kỹ lên lần nữa phòng đế với em ha. Mình giao lưu cái này giá bao nhiêu anh Mau? Rồi cái này em giao lưu với cô chú là giá 7 triệu rưỡi thôi. Dạ. Một cái khế chua. Cái này thì em bao ship 200 km nha cô chú. Khế ngọt không anh? Khế ngọt. Dạ, khế ngọt. Cái ngọt là ăn không có quần không. Dạ rồi. Rồi thì cái khế này cũng là cây cuối clip ha cô chú. Em xin phép mến chào cô chú và hẹn gặp lại clip sau. Dạ em xin chào hẹn cô chú anh chị ở clip chia sẻ tiếp theo ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Chúc cô chú anh chị mình chọn được cây ưng ý luôn ạ.